Thấy tài xế ngủ gục trong xe khiến bà con hò nhau phá cửa và cái kết ngơ ngác. Mới đây, dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ngơ ngác của tài xế sau khi được bà con giải cứu. Cụ thể, tại Kim Động, Hưng Yên, bà con gần cầu Trương Xá phát hiện một tài xế đổ xe bên đường rồi ngồi gục trên vô lăng. Mọi người lập tức xúm lại gọi anh dậy. Sau một hồi cố gắng lớn tiếng, thậm chí gõ mạnh vào cửa kính nhưng không thấy động tĩnh, mọi người quyết phá kính. Nguyên nhân tới từ việc bà con lo sợ chàng trai vì nguyên do gì đó mà sức khỏe ảnh hưởng. Nếu không hỗ trợ kịp, có thể xảy ra trường hợp xấu. Tuy nhiên, mọi lo lắng của bà con chỉ là hiểu lầm, bởi vừa phá cửa kính thì nam thanh niên trong xe taxi đã tỉnh lại. Thì ra, chàng trai vì làm việc nhiều, mệt, lại buồn ngủ, nên mới dừng xe để đánh một giấc. Sự thật này khiến mọi người bất ngờ. Dù vậy, phát hiện cửa kính đã bị phá vỡ, nhưng chàng trai không bực tức, trách móc bắt đền, mà cười rồi cúi đầu cảm ơn. Bởi lẽ anh hiểu rõ lòng tốt của bà con, chỉ vì sợ mình gặp nguy hiểm nên mới hành động như vậy. Sau khi sự việc lan truyền, mọi người đã dành lời khen cho bà con vì có lòng tốt. Dù biết rằng tài xế sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ thay kính mới, nhưng vẫn phần nào ấm lòng vì bản thân được những người xa lạ quan tâm. Mọi người chỉ mong rằng cuộc sống sẽ có nhiều tấm lòng tốt để mỗi ngày mới đều trở nên ý nghĩa, đáng yêu như câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.